Tòa án trung tâm quận Seoul ngày hôm qua đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Tuy nhiên, bà Park đã vắng mặt do không bị bắt buộc phải xuất hiện tại phiên xét xử lần này. Tại phiên tòa, các luật sư của cựu Tổng thống Park Geun-hye bác bỏ mọi cáo buộc đối với bà, trong đó có nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực mà phía công tố đưa ra. Các luật sư cũng yêu cầu phía công tố viên giải thích nhiều thông tin liên quan đến cáo buộc tập đoàn Samsung đã đóng góp tài chính cho các quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon-sin quản lý, cũng như hỗ trợ tài chính cho con gái của bà Choi. Tuy nhiên, phía công tố viên đã bác bỏ yêu cầu này. Trước khi phiên tòa chính thức diễn ra vào tháng sau tới, Tòa án Trung tâm quận Seoul sẽ tiếp tục mở 2 hoặc là 3 phiên xét xử sơ thẩm khác.